đạo diễn Dương Di, biên kịch Phí Tệ Quân, Lý Hiểu Lượng. Với sự góp mặt của các diễn viên Lưu Khải Quy trong vai Du Trí Diễn, Dương Âu trong vai Triệu Gia Nhi, Trương Manh trong vai Triệu Thù Địch, Du Dịch Đằng trong vai Thiệu Kiện, Triệu Sở Quang trong vai Tiêu Khải, Lưu Dân Thông trong vai Du Dân Hiên, Giang Tử Tinh trong vai Đa Đa, Nhan Cảnh Giao trong vai Trần Tú Trân, Trương Thụy Gia trong vai Hồ Mỹ Lâm, Uông Dương trong vai Triệu Quốc Phú, Lý Văn Tuấn trong vai Cố Triều Dương và sự tham gia của một số diễn viên khác. Bộ phim Tình Yêu Đông Đầy. Tập 35. À, nói vậy là Trí Diện có tới, vậy thì tại sao nó không lên đây chứ? Phải đó, cho dù là làm việc mệt mỏi không muốn đi đâu nữa, nhưng Giai Ni cũng đâu cần phải nói dối như vậy. À, phải đó. Hơn nữa, thật ra hôm nay nhìn thần thái của Giai Ni cũng không được như bình thường. Lúc chiều tôi có gọi điện cho Giai Ni, nghe giọng nó hình như có chuyện gì. Vậy ý của bà nói là hai đứa nó lại cãi nhau có đúng không? 89 phần là vậy. Ông Triệu, gần đây không phải tụi nó muốn mua nhà sao? Ông nói coi phải chuyện đó không? Không có đâu, mua nhà thì có gì mà phải gây chứ. Cho nên tôi mới thắc mắc, rốt cuộc lý do gì đây? Nè, ông có thấy là trong 2 năm nay Giai Ni nó thay đổi lắm không? Thay đổi? Thay đổi chỗ nào? Kể từ khi nó vào công ty lớn làm, từ khi được thăng chức thì khẩu khí cũng mạnh hơn. Cứ cách vài ngày cãi nhau với Trí Diễn. Phụ nữ mà cứ như vậy thì không có tốt đâu. Phải. Đúng đó. Nè, mà bà cũng đừng có suy nghĩ nhiều. Chúng ta coi thử cuối tuần này ha. Nếu như cuối tuần này hai tụi nó cùng đưa con đến đây thì chứng minh không có chuyện gì. Còn nếu như mà chỉ có mình Giai Ni đến á, thì chúng ta sẽ hỏi thăm nó có tình hình thế nào. Nè, thôi được rồi, bà đừng có nghĩ nhiều nữa. Giờ tôi với bà mau đi ngủ đi, trễ lắm rồi đó. Nè, mau ngủ, mau ngủ. Trời ơi, tới khi nào mới hết lo lắng được đây? Ơi, lo lắng cả đời tới khi hai chúng ta nhắm mắt thì không cần lo nữa. Nè, thôi. Chúng ta nói chuyện đi. Em không biết phải nói gì với anh nữa. Em và Tiêu Tổng hoàn toàn trong sạch, tụi em không có chuyện gì hết. Em cũng không biết tại sao hôm qua anh ấy đột ngột tới đó nữa. Anh không muốn nói tới chuyện đó nữa. Vậy ý của anh nói là gì? Trong công ty luôn có những người nói không hay về em, có phải hay không? Đồng nghiệp chửi em làm em mất mặt trước nhiều người lắm, có đúng không? Sao mà anh biết được? Anh hỏi có phải không? Thật ra... Tại sao em không nói cho anh biết chứ? Tại em sợ anh sẽ lo lắng. Bây giờ anh không chỉ lo lắng mà anh còn đang rất giận nữa. Bà xã của anh ở ngoài bị người ta ức hiếp. Anh là chồng mà không hề hay biết gì, anh chịu được hay sao? Điều em lo lắng chính là anh sẽ nói vậy, nên mới không dám nói cho anh biết. Ông xã
Bất luận người khác có nói gì, chỉ cần anh tin em thì em không sợ điều gì hết. Em nói coi, anh phải nói gì đây? Anh đừng có nói gì hết. Về đi à? Từ chức đi. Anh nói gì vậy? Từ chức. Nếu như chỉ vì những lời nói vô căn cứ kia em phải từ chức, chẳng phải những kẻ đó được tội nguyện sao? Đương nhiên không phải vì lý do đó rồi. Anh nghĩ ở trong nhà, mỗi một thành viên đều có trách nhiệm và nhiệm vụ cần phải gánh vác, em có biết không? Chẳng hạn như là anh có nè, và em cũng có nữa. Bây giờ em rất bận, đã bỏ qua quá nhiều thứ, quá nhiều chuyện rồi. Anh nhớ em từng nói em rất thích bất động sản ở khu này, nhưng vì quá nhiều người cạnh tranh cho nên không tới tay chúng ta. Hôm nay anh có hẹn gặp Quách Diễn Quý, ông ấy là một trong những nhà bất động sản. Ông ấy ngoại lệ, cho chúng ta chọn một vị trí nào đó, tuần sau là có thể ký hợp đồng. Đợi khi mua nhà xong có rất nhiều việc em cần phải sắp xếp, sửa chữa, dọn nhà. Anh rất hy vọng là trong khoảng thời gian này em có thể an tâm sắp xếp, làm tốt công việc nhà. Đều là diễn cớ hết, em biết mà. Bà xã anh xót cho em, nhưng mà anh không giúp được gì. Thực ra anh cũng có thể tới công ty em làm loạn, tìm người ta tính sổ, đánh cho họ một trận. Chứ làm vậy có ích gì đây? Vì em còn muốn tiếp tục làm ở môi trường công việc nhiều lời đồn thất thiệt đó. Nghĩ tới thôi là anh cảm thấy không được thoải mái rồi. Chi bằng cứ dứt khoát cho xong, từ chức, về nhà. Ông xã sẽ lo cho em. Đề nghị này nghe đột ngột quá, cho em thêm thời gian suy nghĩ đi. Thôi giờ như vậy đi, đến khi nhà cửa ổn thỏa rồi, em muốn tiếp tục đi làm cũng không thành vấn đề. Anh ủng hộ em, anh tin rằng với năng lực hiện tại của em, nhất định em sẽ tìm được công việc tốt hơn. Có gì đâu mà phải do dự. Nghĩ. Nhưng mà em à, em coi đi, công việc chị đang tốt như vậy, nói nghỉ là nghỉ liền sao? Em hỏi chị, lúc trước mục đích của chị muốn gia nhập Para là gì vậy? Cũng vì Hiên Hiên, và cũng tại vì chị muốn gia đình chị mau chấm dứt tình trạng làm cha mẹ cuối tuần. Thì bây giờ ông xã chị kêu chị nghỉ làm ở nhà, trước con chị về nhà ở, thì sắp kết thúc tình trạng cha mẹ cuối tuần rồi còn gì. Chị còn do dự cái gì nữa? Lúc đầu á, thu nhập của Trí Diễn chưa cao, không nuôi nổi gia đình chị, vì vậy mới cần chị ra ngoài đi làm kiếm thêm thu nhập. Nhưng bây giờ anh ấy thăng chức cao rồi, có thể chăm sóc tốt cho gia đình chị. Chị yêu, chị cứ yên tâm đi. Thì chị yên tâm, nhưng mà chị lại không cam tâm. Không cam tâm cái gì? Chị không cam tâm bỏ việc gì từ nhân viên bình thường trở thành quản lý cấp cao của công ty lớn mạnh như vậy sao? Nghe em đi, chị từ chức về nhà chăm lo gia đình đi chị. Em à, giá trị của người phụ nữ đâu chỉ là biết việc gia đình. Em hiểu chị mà. Đương nhiên là em hiểu. Là bởi vì em rất hiểu chị nên em mới khuyên chị một câu. Thấy được thì làm đi, đừng để cuối cùng lại giống như em. Sao em lại nói vậy chứ? Chị nói thì không có sai. Chị đang trên con đường từng bước thành công trong sự nghiệp, từng bước khắc phục khó khăn. Cái cảm giác đó thì khác xa với cảm giác chị ngày ngày cứ phải chôn trong một chỗ ở nhà làm nội trợ. Lúc trước em cũng từng cho rằng phụ nữ phải có công việc ổn định mới có thể khiến chồng mình không khi dễ mình. Cuối cùng kết quả ra sao? Tại sao Thượng Đế tạo ra phụ nữ và đàn ông để làm gì? Vì để phân công công việc khác nhau. Đàn ông mới lo công việc, phụ nữ thì lo gia đình. Cách sắp xếp như vậy em thấy rất là hợp lý. Trong cuộc sống hôn nhân, nếu như cả hai người đều ra ngoài kiếm tiền thì ai sẽ lo cho gia đình? Nên ở thời điểm này phải nhượng bộ và phải chịu hy sinh, chính là người phụ nữ.
Không có cách nào khác. Thật ra chuyện này rất đơn giản. Nếu như bây giờ bắt chị lựa chọn một trong hai, thì chị sẽ chọn gia đình hay là công việc? Nếu như phải lựa chọn một trong hai, chị sẽ chọn gia đình. Được rồi, vậy chứng minh rằng chị chưa hồ đồ. Đã lựa chọn rồi thì chị mau quyết định đi. Nè Đa Đa, để chị chỉ. Cầm bút chắc nha. Dạ. Em cứ tô như vậy cho tới khi nào hết thì thôi. Vậy nè. Có đẹp không? Dạ. Em cũng có thể đổi lấy màu khác. Vậy em đổi màu này nha. Được. Màu này cũng đẹp lắm. Dạ, tô hết. Tô chung nha. Đa Đa. Dạ. Chị Tiểu Mễ chỉ con có vui không? Dạ vui. Vậy con học cho ngoan nha. Dạ. Ba ơi, vậy chừng nào con mới được gặp chị Tiểu Mễ nữa? Đa Đa, con có thấy thích chị Tiểu Mễ không con? Dạ con thích. Nếu vậy thì con đừng nói gì với bà ngoại và mẹ của con là ngày hôm nay chị Tiểu Mễ dạy con học nha, có biết chưa con? Biết chưa? Hả? Tại sao vậy? Là bởi vì nếu như con mà nói ra thì có thể lần sau sẽ không được gặp chị Tiểu Mễ nữa đâu. Con biết rồi ba. Người mẹ không thích, con cũng không thích đâu. Tại sao vậy con gái? Bởi vì mẹ con tối nào cũng trốn vào một góc, rồi mẹ ngồi đó khóc một mình hoài à. Mẹ của con đêm nào cũng khóc sao? Mẹ con khuyên bà ngoại đừng khóc nữa. Vì vậy con không muốn làm mẹ đau lòng đâu. Được rồi, tới rồi. Cẩn thận. Đa Đa, chơi có vui không con? Dạ chơi lắm mẹ. Mua nhiều đồ như vậy sao? Ba mua cho con nhiều quà tới vậy hả? Dạ đúng rồi. Còn đây, em cứ cầm lấy đi. Đây là cái gì? Anh mua cho em đó, em lấy đi. Không cần đâu. Đa Đa, đi thôi con. Bà ngoại làm nhiều đồ ăn ngon cho chúng ta lắm. Về nhà ăn nha. Tạm biệt ba. Tạm biệt con. Đi. Mẹ ơi, con về rồi. Ba ngoại ơi. Trời ơi, Đa Đa về rồi nè. Đa Đa của bà đã về con nhà nhớ rồi. Nhớ. Mau lại đây. Nè con à, Thiệu Kiệt nó mới đưa cho con cái gì đó đúng không? Lúc nãy đứng ở ngoài ban công, mẹ thấy hết rồi đó nha. Trời ơi, đâu có cái gì đâu mẹ. Sao mắt mẹ tin dữ vậy? Ba mua cho mẹ một túi đồ, nhưng mẹ không lấy nên ba không được vui. Ê trời, Đa Đa không được nhiều chuyện. Nè con à, có thật như vậy không? Sao nó đưa đồ mà con không chịu lấy? Tụi con đã ly hôn rồi, nếu lấy thì kỳ lắm. Trời ơi, mẹ không biết là con ngốc thiệt hay là con đang giả ngốc nữa. Thiệu Kiệt mua đồ cho con chứng tỏ là nó hết giận con rồi còn gì. Không chừng nó muốn kết hôn lại với con đó. Ủa, anh ấy muốn tái hôn thì tái hôn sao? Mẹ, con gái mẹ dễ dãi lắm hả? Con đừng có cứng đầu nữa. Vợ chồng hết giận nhau là tốt. Tới khi mà hai vợ chồng con không ai chịu nhường ai hết, lên tới đỉnh điểm là sẽ đứt luôn đó. Nè, mẹ nói con nghe, tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm nay thì đâu có nói đứt là đứt được đâu. Con gái à, mẹ thấy con đừng có cố chấp nữa. Thiệu Kiệt nó chịu xuống nước rồi á, thì con cũng xuôi theo luôn đi, cho nó thêm cơ hội. Hai đứa bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau ha. Nói cái gì mà nói. Con cũng nói với anh ấy rồi. Ai kêu lúc đầu anh ấy là người cắt đứt hết mọi chuyện. Đa Đa, bà ngoại nói cho con nghe nè. Lần sau ba con có tới đón con á, thì con nhớ kéo ba con lại nha. Nói với ba con là mẹ con nhớ ha. Nếu như con có thể kéo ba con về được á, thì ngoại hứa với con sẽ mua cho con món quà khổng lồ luôn. Chịu không? Cố lên. Mà quà gì vậy ngoại? Bà ngoại sẽ mua cho con búp bê Barbie thật to. Được chưa? Hả? Ngoại hứa rồi đấy nha. Ngoại hứa mà. Chắc luôn. Anh về rồi hả?
Hiên Hiên đâu rồi? Chơi nguyên một buổi chiều nên mệt, bây giờ ngủ rồi. Ông xã, chuyện hôm qua anh nói với em, em thấy rất có lý. Vậy ý của em sao? Chúng ta nói chuyện trước mắt đi, để tới khi nào nhà cửa ổn rồi em sẽ đi làm lại. Thế giới của một người phụ nữ không thể chỉ có ở nhà với con. Em luôn muốn giá trị bản thân trong cuộc sống cao hơn. Em không thể chỉ dựa dẫm vào người đàn ông của mình. Ông xã, em rất yêu anh. Em hiểu anh muốn tốt cho em, nhưng em vẫn mong muốn anh phải hiểu và ủng hộ em nhiều hơn. Anh hiểu em mà. Từ trước tới giờ anh chưa từng ngăn cản hay không cho em đi làm. Em nói không sai, phụ nữ không nên chỉ có nhà cửa và con cái. Sự nghiệp đối với em cũng rất là quan trọng. Nhưng mà bây giờ anh cảm thấy em dành thời gian cho công việc quá nhiều. Anh thực sự luôn hy vọng em sẽ có thể đem gia đình, sự nghiệp phân chia một cách đồng đều, phân bổ hợp lý hơn. Vì vậy tại sao anh nói giúp em tìm một công việc nhàn hơn một chút xíu? Anh không muốn em mệt như vậy đâu. Ai cần anh tìm công việc nhàn hạ cho em chứ? Em không tìm việc được sao? Đúng. Chắc rồi, bà xã của anh không cần anh tìm việc cho. Bà xã của anh lợi hại lắm. Bà xã lợi hại của anh có thể nào làm giúp cho anh chút đồ ăn không? Anh vẫn chưa ăn gì hết đó. Vẫn chưa ăn cơm sao? Vẫn chưa. Trời ơi, tội nghiệp thiệt đó. Phải đó. Vậy anh muốn ăn món gì? Em nấu cái gì thì anh sẽ ăn cái đó thôi. Được rồi, để em một chút. Anh làm với Son đi. Đa Đa, con mau dậy đi. Mau dậy đi, mẹ có chuyện muốn hỏi. Mẹ hỏi con, hôm nay con đi đâu? Hôm nay ba con dẫn con đi chơi ở công viên giải trí. Thiệt sao? Ba chỉ dẫn con đi chơi công viên thôi sao, không đi chỗ khác hả? Bây giờ còn bày đặt nói dối mẹ nữa sao? Đúng không? Không có. Vậy nói cho mẹ nghe, hôm nay con đi đâu? Có phải con đi gặp Hồng Tiểu Mễ hay không? Tại sao con lại nói dối mẹ? Mẹ ơi, con không muốn làm mẹ buồn. Ba nói con nếu như con nói sự thật, mẹ sẽ đau lòng lắm. Vậy nếu con nói dối thì mẹ không đau lòng hay sao? Mẹ càng đau lòng hơn nữa, con biết không? Con biết rồi. Có phải con với ba con đều thích cái cô Hồng Tiểu Mễ đó không? Con với ba không thương mẹ nữa đúng không? Không đâu, mẹ là tốt nhất trong lòng con. Người mà mẹ không thích con cũng không thích. Con xin lỗi mẹ. Trời ơi, có chuyện gì vậy hả con gái? Diệu Kiệt dẫn Đa Đa đi gặp con hồ ly tinh kia kìa. Anh ta quá đáng lắm. Đa Đa, có chuyện gì vậy con? Tại vì con gặp chị Hồng Tiểu Mễ, vì con đăng ký học gì. Thu Đinh, em tới đây làm cái gì? Giải thích cho tôi nghe, rốt cuộc anh có ý gì? Thì anh xin lỗi. Anh đừng nói xin lỗi với tôi. Anh cho tôi một chút danh dự đi có được không? Đa Đa là con gái của tôi. Tôi tuyệt đối không chấp nhận con gái tôi đi gặp người phụ nữ đó. Làm người cũng phải có chút giới hạn chứ. Em nghe anh nói, em đừng có quá kích động. Anh không có ý, cũng không muốn làm cho em phải khó xử. Chỉ là anh muốn dẫn Đa Đa đi học vẽ thôi mà em. Tại sao phải học ở chỗ cô ta? Anh muốn con gái tôi gọi cô ta là mẹ đúng không? Thôi thôi được rồi, em yên tâm. Sau này chuyện đó không xảy ra nữa đâu, anh đảm bảo. Còn cái này, cái túi này nè. Đây, cái này anh mua cho em nhận đi, em cầm lấy đi nha. Nhận lấy đi. Hả?
Bây giờ anh đưa tôi cái túi này là có ý gì? Anh tội nghiệp tôi, muốn bù đắp cho tôi hay là cười nhạo tôi? Không có ý gì khác hết. Tuy là chúng ta, thì suy cho cùng thì em vẫn là mẹ của Đa Đa. Cuộc sống của em vẫn cần phải ổn định hơn mà. Hay là em cứ cầm lấy đi hả? Chút quà mọn thôi. Vậy tôi xin nhận. Nhưng bây giờ ngay cả nhà tôi cũng không còn. Cuộc sống ổn định còn nghĩa lý gì nữa? Thiệu Kiệt, anh ơi, anh coi coi, mau coi em mặc bộ này đi. Wow, tình huống này cũng được đó ha. Cũng thứ gì đó chứ. Anh muốn em tránh mặt đi hay là... Đứng lại. Chuyện gì đây? Bây giờ cô ta sống ở đây luôn rồi đúng không? À, không phải, không phải. Cô đừng hiểu lầm. Chúng tôi chưa sống chung với nhau. Hôm nay tôi tới đây chỉ là cùng anh ấy có trận đấu thôi. Sáng mai tôi sẽ đi ngay. Im miệng. Thiệu Kiệt, anh quá đáng lắm rồi. Hả? Bây giờ anh để cho người phụ nữ này ngủ trên giường của tôi đúng không? Và anh để cô ta thế chỗ tôi đúng không? Thật sự tôi không ngờ. Tôi sống cùng với anh hơn 10 năm nay nhưng mà tôi nhìn lầm anh rồi. Anh là tên khốn nạn. Tôi thù ghét anh, tôi hận anh, tôi kinh bỉ anh. Thiệu Kiệt, tôi không ngờ anh là con người như vậy. Nè anh, nên đuổi theo cô ấy đi. Cũng nửa đêm rồi, nguy hiểm lắm đó. Đi đi, trận đấu em coi giùm anh cho. Thủ Đích ra, trễ rồi anh lái xe đưa em về. Thủ Đích, anh đi tìm cục đá bóng đá của anh đi. Em bình tĩnh lại có được không chị? Rốt cuộc là em muốn cái gì đây? Em bình tĩnh lại có được không chị? Tôi có một chuyện muốn hỏi anh. Anh đã xác định chắc chắn rằng anh muốn cùng chung sống với người phụ nữ kia rồi mà. Sao anh còn mua đồ tặng tôi? Sao lại cho tôi cái túi đó chứ? Cái túi đó, nó là do khách hàng của anh nhờ anh đưa nó tặng cho em thôi. Rất nhiều người không biết chúng ta đã ly hôn. Anh không có nói với bọn họ. Dù gì người ta cũng tặng cho em mà. Thì em cứ lấy đi. Thì ra là vậy. Thì ra do tự bản thân tôi ảo tưởng. Thiệu Kiệt, bây giờ tôi mới biết tất cả mọi việc là đều do tôi tưởng tượng ra đúng không? Vốn dĩ tôi luôn cho rằng tình cảm của hai chúng ta sẽ bền vững lắm. Nhưng sau lưng tôi anh lại đi tìm được phụ nữ khác. Rồi sau đó bản thân tôi lại tự ảo tưởng cho rằng sau khi chúng ta ly hôn có lẽ anh đã phải sống trong khoảng thời gian rất khó khăn. Nhưng mà thực sự không thể ngờ rằng hôm nay tôi có thể nhìn thấu mọi chuyện. Tôi cảm ơn anh. Cảm ơn anh hôm nay đã cho tôi biết từ trước tới giờ Thù Địch tôi chỉ là một đứa ngốc đáng thương dễ bị người ta lừa dối sau lưng mà không biết. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em Thù Địch. Thực tế mà nói, chúng ta đã ly hôn rồi. Đúng là lúc trước chúng ta từng yêu thương nhau. Nhưng rất nhiều chuyện biến đổi. Em thay đổi. Và anh cũng vậy. Không quay lại được. Thôi được rồi, nhìn thẳng vấn đề. Hy vọng em tiến về phía trước. Con phải tiếp tục sống cho tốt nữa. Phải không? Nhưng mà anh có biết những ngày qua tôi phải sống ra sao không? Tôi không ăn được. Tôi không ngủ được. Tối
nào tôi cũng phải uống 2 viên thuốc an thần thì mới có thể đi ngủ được. Lúc ngủ rồi thì cứ tới 2-3 tiếng tôi lại giật mình. Mỗi lần thức giấc thì tôi đều nhìn đến trần nhà để tự nghĩ, đây vốn dĩ không phải nhà của tôi, tại sao tôi không thể ở trong nhà của mình được. Sau đó tôi lại tự nhắc mình phải nhớ một điều, chuyện thù địch, cô ly hôn rồi, người đàn ông của cô không cần cô nữa. Em nghe anh nói, nếu như mà em sống không quen thì em có thể dọn về nhà và anh có thể dọn ra ngoài ở mà. Khốn nạn, anh muốn ở đâu? Anh muốn tới chỗ của người phụ nữ kia đúng không? Anh có ý gì đây Thiệu Kiệt? Có phải anh muốn lập tức cưới cô ta về nhà để cô ta làm thiên phu nhân đúng không? Còn tôi thì sao? Tình cảm 15 năm nay của chúng ta, Thiệu Kiệt, tôi thật sự luôn cho rằng tình cảm của chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi. Chúng ta bên nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi, chúng ta đã cùng nhau trải qua nghèo khổ, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau vượt qua khó khăn. Tôi nghĩ là cho dù có một người phụ nữ khác trẻ tuổi và xinh đẹp ra sao cũng không thể chia lìa tình cảm của chúng ta. Nhưng mà hôm nay thì anh đã đúng rồi, anh đã tát một cú thật mạnh thắng vào mặt tôi rồi, anh biết không? Anh quá đáng lắm, anh đã hủy hoại tôi. Anh hủy hoại không chỉ tình yêu của tôi mà hủy hoại cả cuộc sống của tôi luôn rồi. Anh hủy hoại niềm tin tình yêu của tôi, cả đời tôi bị anh hủy hoại rồi, anh biết không? Phải, anh xin lỗi em. Đúng là anh đã hủy hoại em. Anh bây giờ anh cũng không biết phải nói làm sao với em nữa. Nếu như mà em thấy anh có thể làm được gì để bù đắp cho em thì em cứ nói, chỉ cần em nói ra anh nhất định sẽ làm. Được, anh nhìn tôi đi, anh nhìn bộ dạng tôi đi, làm sao mà anh có thể bù đắp cho tôi? Anh có thể giúp tôi quay lại 15 năm trước không? Anh có thể trả lại cho tôi tuổi thanh xuân được không? Anh có thể khiến tôi quên anh đi được không? Anh có thể khiến tôi quên đi hết những tổn thương mà anh đã gây ra cho tôi được không? Hả? Anh nhìn tôi đi, Thiệu Kiệt, anh nói đi, anh làm được không? Anh bù đắp cho tôi sao đây? Anh lấy gì để bù đắp cho tôi đây? Tiền hả? Cho tôi nhà sao? Cho tôi xe sao? Tôi nói anh biết tôi không cần. Nếu như tôi cần những thứ đó thì lúc chúng ta ly hôn tôi đã không ra đi một mình tay không rồi. Thiệu Kiệt, tôi không cho anh cơ hội bù đắp cho tôi, bởi vì tôi muốn anh cảm thấy tội lỗi. Tôi muốn anh cả đời này phải cảm thấy có lỗi. Tôi hận anh. Nhìn cái gì? Anh nói thử đi. Nói cái gì chứ? Anh và cô ấy. Em xin lỗi, không phải là em ghen, cũng không phải cố ý xen vào chuyện riêng của anh. Em chỉ cảm thấy hiện giờ anh nên thổ lộ, nói ra thì tốt hơn. Thank you.
Nè, coi con qua bên kia làm đi ha. Nè, thực đơn đây. Thực đơn đây, hai vị cứ lựa thoải mái nha. Hai vị cứ coi đi. Nè, Thu đến, đã lâu rồi không gặp. Công việc suôn sẻ chứ? Cũng tạm. Cô muốn gọi món gì? Một phần giống như mọi lần. Được, có ngay. Còn Thiếu Kiệt đâu rồi, không tới sao? Anh ấy bận việc rồi. Thì ra là vậy, tôi biết rồi, tôi xin lỗi. Thôi cô cứ ngồi ở đây đi, tôi đi làm nha. Thiếu Kiệt, anh coi, bà coi em mặc bộ đồ này. Wow, tình huống này cũng được đó ha, cũng thú vị. Tôm hùm đến đây. Thu Đích à, lần trước thì cậu Thiệu có đến đây, cậu ấy có nói với tôi, nói về chuyện của hai người. Cậu nói coi, chuyện giữa hai người yêu nhau từ thời đi học, sau đó kết hôn rồi sinh con nữa, cũng đâu có dễ dàng gì, có phải không vậy? Nè, có chuyện gì sao không cùng nhau giải quyết mà phải ly hôn hả? Đáng tiếc quá trời. Được rồi, được rồi, cô đừng có khóc nữa. Có gì tôi nói chuyện với cậu ấy ha. Cô coi thử đi. Làm ra mọi chuyện thế này. Anh đừng nói gì hết, không có tác dụng đâu. Lấy anh đi. Thôi mà. Tuy là anh không có xe, không có nhà, ngay cả nhẫn cũng mua cho chiếc nhẫn nhỏ nhất, nhưng mà thật sự anh rất yêu em. Anh thề trước mặt mọi người cả cuộc đời này, anh sẽ lo lắng cho em, sẽ tốt cho em hết cuộc đời này. Lấy anh đi. Lấy anh đi. Lấy anh đi. Lấy anh đi. Lấy đi. Lấy đi. Lấy đi. Đồng ý đi. Đồng ý đi. Đồng ý đi. Hôn 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 đi. Ôi trời ơi, hạnh phúc quá luôn. Chuyện là như vậy. 15 năm trước, lúc đó anh học năm 3, cô ấy mới vào năm nhất. Tụi anh biết nhau qua buổi gặp gỡ tân sinh viên. Thì ra anh và anh Du là bạn bè và ở cùng phòng với nhau. Phải. Vậy từ khi anh cua đổ vợ của anh còn sẵn tiện mai mối cho chủ biên Du và chị dâu của anh. Wow. Nợ em một đám cưới. Lúc đó chắc là giai đoạn mà tình cảm của hai bên rất tốt đẹp. Nếu anh nói anh tổ chức hôn lễ cho Thù Địch, em cảm thấy sao? Hả? Hôn lễ? Anh muốn tái hôn sao? Không phải, vì lúc trước tụi anh chỉ làm giấy chứng nhận kết hôn, không có tổ chức đám cưới. Giờ cô ấy nói anh nợ cô ấy một cái đám cưới. Cô ấy nói sau khi bù đắp xong, giữa tụi anh sẽ không còn nợ nhau điều gì nữa. Cái gì? Anh và cô ấy kết hôn, ngay cả đám cưới cũng không có? Anh phải là đàn ông không? Nghèo mà, đâu có điều kiện.
Nghèo thì có cách của nghèo, anh không có khi phách gì hết á. Em nói anh biết nha, lần này anh phải tổ chức cho thật long trọng và chu đáo để bù đắp lại cho người ta. Ly hôn rồi còn cái gì? Ly hôn rồi mới làm đám cưới. Anh cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá, anh chỉ đang bù đắp cho cô ấy. Em nói anh biết, em sẽ rút kinh nghiệm về việc ly hôn của anh và vợ trước. Em hứa luôn là cả đời này sẽ không bao giờ làm vợ người ta, cũng không bao giờ sinh con gái. Thiệt thòi quá nhiều. Anh đồng ý. Bà ngoại. Tới rồi sao? Tới rồi. Đóng cửa lại giùm em đi. Xe tụi con vừa vào là ba con nhìn thấy rồi đó. Ba mẹ. Tới rồi hả? Vừa rồi ba ở ngoài ban công nhìn xuống chung cư, ba thấy một chiếc xe đời mới chạy vô. Vừa nhìn ba đoán ngay là xe của tụi con rồi. Trí Diễn đổi xe mới đó hả? Dạ. Dạ phải. Đổi xe nhưng mà ba với mẹ vẫn chưa nhìn thấy. Lát nữa ăn xong mình đi một vòng đi. Vậy được đó nghe. Đó. Ba, cần con giúp một tay không? Thôi được rồi, con ngồi đó đi. Ba làm cơm chút nữa là xong. Dạ. Con cứ ngồi đi ha. Trí Diễn, mặt của con sao vậy? Sao vậy mẹ? Sao mẹ thấy sắc mặt con lạ lắm? Mẹ nhìn sao mà kêu nấy lạ chứ? Con lại ức hiếp Trí Diễn nữa phải không? Mẹ, anh ấy khỏe mạnh như vậy, sao con có thể ức hiếp anh ấy? Sao mẹ không quan tâm anh ấy ức hiếp con? Con là con gái ruột của mẹ mà. Thôi được rồi, mẹ không cãi với con. Phải rồi, con có biết chuyện em con tổ chức hôn lễ không? Em con muốn tổ chức hôn lễ? Là chuyện gì đây? Anh có biết không? Anh cũng không biết. Tại sao hai đứa nó lại... Không phải vậy, không phải tái hôn đâu, mà là chỉ đơn thuần tổ chức hôn lễ vậy thôi. Chuyện này thì càng lạ, không muốn tái hôn lại tổ chức đám cưới. Chắc tại tụi nó không rõ, bà nói cho tụi nó nghe giùm đi.
Cô của con sáng hôm nay tới nhà mình khóc một trận, nói là thù địch cả đêm qua không ngủ. Sáng sớm cô con nhìn thấy con gái, mặt mũi của nó nhìn thấy mệt mỏi, toàn thân lạnh phát run. Hỏi nó có chuyện gì, nó nói sắp tổ chức hôn lễ, trong đám cưới sẽ thông báo cho tất cả mọi người biết rằng nó và Thiệu Kiệt ly hôn, cắt đứt xong hết mọi chuyện. Ê trời ơi, có cần thiết phải vậy không? Em ấy nghĩ sao vậy chứ? Theo lý mà nói thì bây giờ ly hôn cũng rất bình thường, nhưng mà suy cho cùng cũng không phải là chuyện vui vẻ gì. Trời ơi, thù địch làm như vậy, sau này nó làm sao lấy người khác được. Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Ba mẹ, con nói với ba mẹ chuyện này. Lại có chuyện gì nữa? Con sắp từ chức rồi. Hả? Tại sao vậy? Anh Trí Diễn không phải thăng chức rồi sao? Công việc rất bận rộn, sắp tới tụi con lại sắp mua nhà. Vì vậy anh ấy kêu con nghỉ việc để sắp xếp chuyện nhà cửa ổn thỏa. Thật sao? Vậy tốt quá. Mẹ nói con nghe, Dài Ni à, con cưới đúng người rồi. Mẹ sớm đã nhìn ra Trí Diễn là người tốt, mẹ nói nó được là được mà. Con nhìn đi, bây giờ con là phu nhân giàu có rồi. Ê trời ơi, mẹ coi mẹ nói gì lung tung vậy? Cái gì mà phu nhân giàu có? Dạ nè, vậy con chuyện nhà cửa tụi con coi xong hết chưa vậy? Dạ xong rồi ba. Vốn dĩ con định dẫn ba mẹ đi coi, nhưng bây giờ thì cũng không có thời gian. Trời ơi, không cần đâu con, con thấy được là được rồi. Ê nè Trí Diễn à, vậy thì còn chuyện tiền bạc con có không vậy hả? Ba yên tâm đi, tiền bạc không thành vấn đề đâu. Ôi, vậy thì tốt quá, bà nói con nghe, con rể của ba là người giỏi nhất đó nghe. Tốt quá rồi. Ơi, này, lại đây con, lại đây ăn cơm. Nè, Hiên, ăn cơm đi con. Chào cô. À, Dài Ni, con mới tới à? Em ấy đâu rồi cô? Đang ở trong phòng đó. Em à. Trời ơi, chị Dài Ni, chị tới đúng lúc lắm, mau coi nè. Mau coi tài khoản cá nhân của em nè chị. Bà đầu tiên đã tăng 100.000 lượt rồi. Là 100.000 lượt đó chị. Em giỏi không chị? Em à, em bị sao vậy? Hả? Em làm sao chứ? Chị yêu, tài khoản mạng xã hội tăng thêm 100.000 lượt có ý nghĩa gì chị biết không? Rất nhiều người làm không được đó, em giỏi lắm đúng không? Bây giờ là lúc nào chứ? Em còn chú ý tới mạng xã hội nữa sao? Chuyện giữa em và em rể không thể kết thúc trong em đẹp được sao? Chị nói chuyện kết hôn đó hả? Dài Ni, lúc em gả vào nhà anh ấy tụi em không tổ chức hôn lễ. Bây giờ tụi em ly hôn rồi, dù sao cũng nên bù đắp lại những năm tháng thanh xuân của em chứ. Mọi người đừng khuyên em nữa. Em đã quyết định rồi, sẽ không thay đổi đâu. Mẹ, mẹ ơi. Hãy